mới nhất của Lâm Khánh Chi khiến công chúng tò mò. Cuộc sống sau chia tay của Lâm Khánh Chi được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào nắm tay chồng cũ Trần Phi Hùng. Nữ ca sĩ viết, nói lại tình xưa, dòng chia sẻ của Lâm Khánh Chi khiến khán giả thêm tò mò. Dù không chia sẻ cụ thể, nhưng người hâm mộ đều mong rằng nếu còn có duyên thì mong cả hai sẽ quay lại. Bản thân Lâm Khánh Chi cô cũng từng chia sẻ tiếc nuối sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như em mong rằng anh chị quay lại với nhau, chị còn rất thương anh. Tuyệt vời quá, mong ngày này lâu lắm rồi Khánh Chi ơi. Chúc Chi và Hùng mãi hạnh phúc. Xa nhau quá lâu rồi, khoảng thời gian qua đủ để hiểu ta cần gì muốn gì rồi. Hai người quay lại với nhau thì chúng em không còn gì hạnh phúc hơn. Hôn nhân của ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng từng được nhiều khán giả ủng hộ, khen ngợi hạnh phúc của cả hai. Tuy nhiên vào ngày 10 tháng 12, 2021, trên Facebook của mình, anh Trần Phi Hùng bất ngờ tuyên bố chia tay với vợ Lâm Khánh Chi sau 4 năm chính thức về chung một nhà, khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Được biết sau chia tay, Trần Phi Hùng nhanh chóng sánh đôi bên người tình mới, trong khi đó Lâm Khánh Chi vẫn lẻ bóng một mình và đang cố gắng tập trung vào việc phát triển kinh doanh. Ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con cái. Cách đây không lâu trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi có dịp khiến người hâm mộ được fan điêu đứng khi khoe cận ngang sắc ở độ tuổi U50. Theo đó, nữ ca sĩ cũng có dòng chia sẻ về quan điểm của bản thân trong chuyện tình cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong ảnh, Lâm Khánh Chi gây ấn tượng bởi nhan sắc mặn mà, hậu bị chê sống ảo. Có thể thấy, sở hữu làn da trắng mịn không chút tì vết, nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, bày tỏ sự ghen tị vì được nhận xét là lão hóa ngược. Với mái tóc dài bóng mượt, người đẹp xài thành càng tốt lên vẻ nữ tính dịu dàng tựa nàng thơ, làm người xem cứ phải xích xoa, chẳng nở rời mắt. Bên cạnh đó ở phần trạng thái, Lâm Khánh Chi không ngại chỉ điểm, khuyên nhủ cộng đồng mạng hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình. Nói về điều này, nữ ca sĩ cũng lập tức cho biết tuy hành động trên không lớn lao và chứng minh được điều gì. Thế nhưng đó chính là câu trả lời chắc chắn nhất, nói lên vị trí của bản thân trong lòng đối phương. Trong chớp mắt, dòng chia sẻ của Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng nhận về cơn mưa lượt khen cùng lượt tương tác khủng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.